kính chào quý vị. Hôm nay tôi trân trọng gửi đến cho quý vị một bài viết trình bày rõ sự việc vụ không tạc tại phi trường Phú Bài ngày 20 tháng 4 năm 1974. Sự kiện này cũng có nhiều người biết một cách mơ hồ và giới trẻ sau này chắc hẳn không biết đến. Vì vậy, tôi muốn đọc ngày hôm nay để tất cả quý vị tường tận những chi tiết như thế nào. Vào chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 1974, chứng nhân và tác nhân vụ không tặc tại phi trường Phú Bài là những người chỉ huy và chịu trách nhiệm an ninh tại Thừa Thiên Huế sau đây. Thứ nhất, Thứ tá Liên Thành, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế, Thứ hai, Thiếu tá Nguyễn Văn Ngôn, Chỉ huy Phó Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Ông Ngôn hiện đang cư trú tại South Dakota, Hoa Kỳ. Thứ ba, Thiếu tá Trương Công Ân, Phụ tá ngành Cảnh sát đặc biệt Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Ông Ân đã mất tại Nam Cali ngày 14 tháng 10 năm 2017. Thứ tư, Đại úy Trần Văn Tý, Đại đội trưởng Đại đội 102, Cảnh sát giả chiến thuộc Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế, hiện đang cư trú tại thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ. Thứ năm, Đại úy Bác sĩ Trung Châu Hồ, Đại đội phó Đại đội 102, Cảnh sát giả chiến Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Ông Hồ đã mất tại Việt Nam. Thứ năm, ba trung đội cảnh sát trả chiến gồm khoảng hơn 120 người tham dự nội vụ nói trên. Thứ sáu, Đại úy Phạm Bá Nhạc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cảnh sát quận Hương Thủy, hiện cư trú tại San Diego, Hoa Kỳ. Thứ bảy, Thiếu úy Hồ Đình Chi, phụ tá ngành đặc biệt Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia quận Hương Thủy, đã mất tại Louisiana. Thưa quý vị, tác giả là ông Liên Thành kể lại như sau. Vào khoảng quá trưa ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 1974, tôi đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại trong phòng reng lên. Tôi nhấc máy thì đầu dây bên kia Trung tá Tạo đây, Liên Thành. Em giữ máy nhận lệnh khẩn cấp của Thiếu tướng Tư lệnh. Trung tá Tạo là tránh văn phòng của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chưa kịp trả lời Trung tá Tạo, thì đã nghe tiếng của Thiếu tướng Tư lệnh. Thiếu tướng Bình đây Liên Thành, mình bị không tạc. Một phi cơ Air Việt Nam rời phi trường Liên Khương Đà Lạt, bay từ Đà Lạt và đáp xuống quy nhơn rồi từ quy nhơn bay ra phi trường Đà Nẵng là điểm đến cuối cùng. Nhưng khi máy bay rời quy nhơn khoảng 15 phút thì có một thanh niên khoảng 21 tuổi đưa một mảnh giấy nhỏ cho phi hành đoàn. Trên mảnh giấy có hàng chữ yêu cầu cho máy bay bay ra phi trường Đồng Hới nếu không sẽ cho nổ máy bay. Dưới mảnh giấy nhỏ nó ghi tên là Nguyễn Cửu viết. Trong lúc đó, tay nó cầm một trái lựu đạn M26, loại mini. Phi công trưởng chiếc máy bay Air Việt Nam này là Đại tá Dương Văn Em. Đại tá Em đã liên lạc với Cục Hàng không Air Việt Nam để xin lệnh. Cục Hàng không Air Việt Nam đã liên lạc với Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và Thiếu tướng đã yêu cầu họ bằng mọi giá phải đáp chuyến máy bay đó xuống phi trường Phú Bài Huế. Tại phi trường Phú Bài Huế, sẽ có lực lượng cảnh sát của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế để giải quyết. Thiếu tướng yêu cầu đại tá em liên lạc với thiếu tá Liên Thành, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên qua hệ thống kiểm soát không lưu của phi trường Phú Bài, Huế để cùng phối hợp hành động. Liên Thành, đây là lệnh của thiếu tướng, phải bắt sống tên đó, tránh thiệt hại cho hành khách và phi hành đoàn. Em và trung tâm hành quân cảnh lực bộ chỉ huy cảnh sát thừa Thiên Huế phải báo cáo từng chi tiết của mỗi hành động về cho thiếu tướng ngay. Tôi trả lời thiếu tướng tư lệnh, em nhận rõ lệnh thiếu tướng năm trên năm. Em là người sẽ chỉ huy một toán đặc biệt đột nhập lên phi cơ và xin phép thiếu tướng trong trường hợp không thể bắt sống được nó em buộc lòng phải nổ súng hạ sát tên này thiếu tướng tư lệnh nói em toàn quyền tùy theo tình huống mà giải quyết điều quan trọng là phải bảo vệ tối đa sinh mạng của hành khách và phi hành đoàn liên thành trả lời nhận rõ và thi hành sau đó cuộc điện đàm giữa tôi và thiếu tướng tư lệnh chấm dứt ngay lập tức tôi bấm máy gọi đại úy Trần Văn Trinh, trung tâm trưởng trung tâm hành quân cảnh lực. Đại úy Trinh và gia đình hiện đang định cư tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Tôi bảo Trinh gọi thiếu tá Ngôn chỉ huy phó, thiếu tá Ân phụ tá ngành đặc biệt, đại úy Trần Văn Tý đại đội trưởng, đại đội 102 cảnh sát giả chiến yêu cầu họ 15 phút sau có mặt tại phòng họp trung tâm hành quân cảnh lực để họp khẩn cấp tôi cũng không quên dặn đại úy trinh yêu cầu thiếu tá ân gọi viên cố vấn cảnh sát đặc biệt bob bellers cia đến họp và đại úy trần văn tý gọi viên cố vấn cho đại đội cảnh sát trả chiến vô covid tôi không nhớ họ của anh ta thượng sĩ của lực lượng đặc biệt mỹ làm cố vấn cho đại đội cảnh sát giả chiến của đại úy Trần Văn Tý. Chỉ khoảng 20 phút sau phiên họp bắt đầu, Trình làm thư ký ngồi viết biên bản buổi họp. Tôi trình bày chỉ thị của thiếu tướng Tư lệnh và sau đó để anh em và cố vấn Mỹ góp ý kiến. Nhưng trước tiên phải sưu tra xem tên này có nằm trong danh sách đen của phòng cảnh sát đặc biệt và trong danh sách hạ tầng cơ sở của Ủy ban Phượng Hoàng tỉnh hay không? Rất may là sau chưa đầy 15 phút, Thiếu tá Ân và Đại úy Trinh đều cho biết tên Nguyễn Cửu viết người Huế là tên Việt Cộng nằm vùng thuộc địa hạt Lăng xã Bầu, quận Hương Thủy. Mậu thân 1968, hắn với du kích xã đã giết một số cán bộ xã ấp và đồng bào vô tội sau Mậu Thân 1968, hắn bị lực lượng đặc biệt và Ủy ban Phượng Hoàng tỉnh truy nã gắt gao nên đã trốn lên Đà Lạt. Trở lại vấn đề làm thế nào để hành động theo lệnh của Thiếu tướng Tư lệnh, chúng tôi, cả Việt lẫn Mỹ, đều lắc đầu vì vấn đề quá khó. Thứ nhất, cái khó thứ nhất là làm thế nào cho nó tin là máy bay đã đáp xuống phi trường đồng hới Thứ hai, cái khó là làm sao đột nhập lên phi cơ để hoặc bắt sống hoặc nổ súng hạ sát nó. Vì nó đang cầm trên tay trái lựu đạn M26. Nếu nó cho nổ lựu đạn, thì số thiệt hại nhân mạng, hành khách và phi hành đoàn sẽ rất lớn. Mỗi người mỗi ý. Tôi là người phải nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng để còn phải chạy xuống phi trường Phú Bài vì không còn nhiều thì giờ nữa để giải quyết vấn nạn thứ nhất. Trước hết, phần 1, tôi đề nghị ngụy trang phi trường Phú Bài thành phi trường đồng hới bằng cách hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống và treo cờ đỏ sao vàng lên trên chóp tòa cao ốc của phi trường. Thứ hai, cho sáu cảnh sát giả chiến ngụy trang thành bộ đội chính quy Bắc Việt với nón cối, dép râu và súng AK-47 sáu nhân viên này đi qua đi lại tuần hành phía mặt tòa cao ốc, phía mà phi cơ sẽ đậu. Bob Bellas cố vấn đặc biệt hỏi tôi, Chip Thành, mấy thứ đó mình làm sao có được? Tôi trả lời, ông đừng lo, mấy món đồ chơi này chúng tôi có sẵn, thứ ta ân lấy trong kho, giao cho đại úy tí đi. Vấn nạn thứ hai, phân công trách nhiệm và hành động trước hết đích thân tôi chỉ huy sáu nhân viên và đại úy Tý đột nhập phi cơ tuy hoàn cảnh nếu bắt sống được thì quá tốt còn bằng không phải bắn hạ nó và tôi sẽ là người nổ súng đầu tiên kế đó tôi Tý và sáu nhân viên phải mặc đồ thường phục để khi đột nhập vào được phi cơ sẽ lẫn lộn vào đám hành khách thì nó sẽ không phát hiện được rồi chúng tôi sẽ dùng súng lục chứ không dùng súng dài M16. Sau đó tôi sẽ liên lạc để bàn việc này với đại tá em, phi công trưởng, đã cứ bình tĩnh đáp xuống đi. Cho phi cơ chạy vào chỗ đậu thường ngày và mở cửa bên hông máy bay cho chúng tôi đột nhập lên phi cơ. Ngoài ra, tôi còn giao trách nhiệm cho thượng sĩ Vukovic dùng súng bắn tỉa có máy nhắm lên nằm ở trên sân thượng của cao ốc, cùng với một sĩ quan cảnh sát đặc biệt nhìn qua cửa sổ máy bay, sẵn sàng bắn hạ tên viết khi nhận được ám hiệu của tôi. Ân Ngôn chỉ huy 20 nhân viên cảnh sát đặc biệt cùng với Hồ Đình Chi sẵn sàng theo mật hiệu đưa số hành khách rời khỏi vị cơ càng nhanh càng tốt và cố vấn đặc biệt Bob Bellis cùng đi với Ân đại úy bác sĩ trung châu hồ đại đội phó cảnh sát giả chiến cho ba trung đội mở tất cả xe hơi xe gắn máy dân sự cũng như quân đội phải rời khỏi phi trường ngay lập tức để ngụy trang thành phi trường đồng hới vắng vẻ sau đó bố trí lực lượng quanh cao ốc đợi lệnh cuối cùng thiếu tá ân cho một xe chở bác trần văn nghị giám đốc hàng không việt nam tại huế về thẳng Phú Bài để nhờ bác một tay trong việc điều hành các máy bay dân sự cũng như quân sự nếu có rời khỏi phi trường ngay lập tức. Về đến phi trường Phú Bài, tôi dặn ân nhớ gọi đại úy Phạm Bá Nhạc và thiếu úy Hồ Đình Chi về gặp nhau tại phi trường. Mọi người đều đồng ý kế hoạch của tôi. Và 15 phút sau, một đoàn xe khá dài trực chỉ phi trường Phú Bài. Khoảng hơn 20 phút sau, chúng tôi đã có mặt tại phi trường. Trung úy cảnh sát Nguyễn Văn Chính, trưởng ban an ninh phi trường và trung úy cảnh sát Trần An Bằng, phó trưởng ban an ninh, đã đứng ngay cửa chính vào phòng hành khách đợi chúng tôi. Trung úy chính nói ngay, Thiếu tá, mình lên ngay đài kiểm soát không lưu. Phi công trưởng đang đợi thiếu tá trên hệ thống truyền tin đó. Tất cả anh em sĩ quan và hai viên cố vấn Mỹ cùng tôi chạy lên đài kiểm soát không lưu. Tôi vừa chạy vừa hỏi Trung úy Chính. Còn mấy tiếng nữa thì máy bay vào không phận phú bài. Khoảng hai tiếng rưỡi nữa thiếu ta. Tôi nói với Chính, dư sức qua cầu. Tôi dùng Bạch Văn nói chuyện với đại tá em, phi công trưởng. Đại tá, tôi là Liên Thành, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế đây tôi nhận lệnh của thiếu tướng nguyễn khắc bình tư lệnh cảnh sát quốc gia liên lạc với đại tá để phối hợp hành động theo chỉ thị của thiếu tướng bình là bắt sống tên này vạn bất đắc dĩ thì chúng tôi mới nổ súng đại tá em cũng cho tôi biết ông cũng đã nhận được lệnh của tổng cục hàng không việt nam liên lạc và phối hợp công tác với tôi đại tá em cho biết từ quy nhơn sau khi bay khoảng hơn 15 phút, thì một thanh niên khoảng 21 tuổi nói giọng Huế đưa một miếng giấy nhỏ cho một nữ tiếp viên. Nội dung yêu cầu đưa nó ra phi trường đồng hới, bằng không nó sẽ cho nổ máy bay. Dưới cùng, nó để tên là Nguyễn Cửu viết. Trên tay nó có cầm một trái lựu đạn M26, loại mini nhưng chưa rút chốt an toàn ông còn cho tôi biết nó ngồi ở vị trí bên phải hay bên trái của máy bay và hàng ghế số mấy lời yêu cầu của đại tá em như sau tình hình rất nguy anh liên thành à nếu nó tung trái lựu đạn thì nhiều sinh mạng của hành khách và phi hành đoàn sẽ phải hy sinh anh phải cố gắng giúp chúng tôi và hành khách nhé tôi trình bày kế hoạch mà anh em chúng tôi đã họp ở bộ chỉ huy và hỏi ông có ý kiến gì không thì đại tá em trả lời không như vậy là quá tốt rồi tôi yêu cầu đại tá em để cho chúng tôi hành động tôi chỉ xin đại tá thứ nhất trước khi đáp đại tá cho các tiếp viên chuyện trò gần tên không tạc để đánh lừa nó là phi cơ sắp đáp xuống phi trường đồng hới thứ hai làm cách nào cho nó có thể thấy cờ đỏ sao vàng treo trên nóc cao ốc thứ ba cho nó thấy bộ đội cộng sản đang tuần hành gần cao ốc thứ bốn quan trọng nhất là đại tá cần cho máy bay đậu sát cao ốc chính và đã đậu vào vị trí thì xin mở ngay cửa bên hông máy bay tôi và sáu anh em sẽ từ đuôi máy bay chạy nương theo thân máy bay và sẽ đột nhập vào máy bay ngay cửa bên hông. Phần còn lại chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến." Đại tá em trả lời, "Tôi nhận rõ." Và ông cũng còn cho tôi biết khoảng 1 giờ 35 phút nữa ông mới vào không phận Phú Bài. Tôi liền nói, "Xin đại tá giữ liên lạc cho đến khi phi cơ hạ cánh nghe. Cả ông và tôi cùng chúc nhau may mắn." và tôi chấm dứt cuộc điện đàm. Sau đó, tôi nói với anh em chúng ta có 60 phút để bố trí và ngụy trang biến phi trường Phú Bài thành phi trường Đồng Hới. Thế nhưng, chỉ 45 phút sau là mọi việc đã hoàn tất rồi. Trụ cờ ở cao ốc chính của phi trường đã có lá cờ máu, nên đỏ sao vàng phất phới trong gió. Nhìn xuống ngoài sân lầu một của cao ốc chính, sáu tên bộ đội nón cối Giáp Râu mang súng AK đi tới đi lui tuần tiểu. Phi trường Đồng Hới, ngụy Trang chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 1974, vắng hoe, âm u, căng thẳng như chiều mùng 1 Tết năm 1968 tại Huế, mà tôi đã trải qua. Nước nhìn qua đại úy Trần Văn Tý và sáu anh em đứng quanh Tý đang chuyện trò với nhau. Những người này đây chốc nữa sẽ cùng tôi xông lên máy bay thi hành nhiệm vụ của người cảnh sát quốc gia để bảo vệ sinh mạng cho đồng bào. Rồi ra bảy anh em chúng tôi, ai còn, ai mất, nào ai biết được. Có chút do chiều và cuối tháng tư thoảng qua, tôi quay mặt đi nhìn về hướng phi cơ sẽ xuất hiện mà có chút sao xuyến trong lòng. Cuộc chiến kéo dài trên quê hương miền Nam đã quá lâu rồi. Anh em, bạn hữu, kẻ đã đi khuất, người còn ở lại. Gánh nặng của đồng bào lầm than, tổ quốc điêu linh. Vẫn tháng, vẫn năm, nhiều năm trôi qua đè nặng lên vai chúng tôi. Bỗng trung ý chính gọi to. Thiếu tá, phi công trưởng muốn nói chuyện với thiếu tá. Tôi chạy lên đài kiểm soát không lưu, viên cố vấn cho tôi cũng chạy theo. Tôi nghe đây đại tá. Anh xong chưa? Khoảng 10 phút nữa tôi vào không phận phú bài đấy. Tôi trả lời. Tôi đã xong rồi đại tá. Sẵn sàng rồi. Nhớ. Đại tá nhớ rằng đậu phi cơ gần sát cửa vào cao ốc cho chúng tôi dễ hành động nhé. Nhớ mở cửa bên hông phi cơ. Chúng tôi sẽ từ phía sau đuôi phi cơ để nhảy lên đấy đại tá em. Trả lời, nhận rõ, chúc may mắn. Tôi gác ống liên hợp xuống máy, rồi xoay qua viên cố vấn, tôi nói, 10 phút nữa. Viên cố vấn trông thật tội nghiệp, chạy theo tôi xuống lầu, vừa chạy vừa nói, Chip Thành, cẩn thận nghe. Tôi đưa hai bàn tay lên cao, anh em đều hiểu là 10 phút nữa, máy bay đến mọi người đều vào vị trí im lặng chờ đợi. Tôi đứng phía trước, tí và sáu anh em tiếp theo sau. Chúng tôi ở vị trí giấu quân chờ đợi. Chỉ 10 phút thôi, mà sao lâu quá? Bỗng một chấm đen xuất hiện ở không phận đầm thủy tú. Hướng 12 giờ, chấm đen lớn dần lên. Đó là chiếc máy bay Douglas C-54A DC-4 của hãng hàng không e Việt Nam. Phi hành đoàn có hai người, bốn tiếp viên hàng không, tối đa là 46 hành khách. DC-4 đáp xuống phi đảo, chạy nhanh rồi chậm lại, quay đầu chạy vào phía cao ốc chính của phi trường. Phi cơ đã ngừng hẳn, tắt máy, đậu đúng vị trí, cánh cửa bên hông đã mở. Tôi phóng ra khỏi vị trí Tí và sáu anh em chạy theo, nương theo từ đuôi máy bay chạy đến cửa bên hông của máy bay. Chúng tôi đã vào lọt trong máy bay rồi, ở phần cuối đuôi máy bay. Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ. Trong buồng lái, hai cánh cửa nhỏ hai bên đã mở. Đại tá em và viên phi công phụ đã quá hoảng sợ, nên cả hai đã phóng ra khỏi phi cơ nhảy xuống đất cắm đầu chạy vào cao ốc bỏ lại phi cơ hành khách và tiếp viên trong cơn hỗn loạn tên không tặc biết mình đã bị lừa bèn rút chốt lựu đạn tự sát tiếng nổ ầm thật lớn xác tên không tặc văng lên trần phi cơ kế tiếp là hai hành khách ngã gục nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra quá nhanh làm chúng tôi không tài nào trở tay kịp Kết quả một Tên công tạc chết tại chỗ Hai hành khách khác bị sức ép và mảnh lựu đạn chết tại chỗ Họ là hai hạ sĩ quan cảnh sát quốc gia vừa thụ huấn khóa huấn luyện cảnh sát giả chiến tại trung tâm huấn luyện cảnh sát Đà Lạt mới mãn khóa trở về. Trần máy bay bị một lỗ thủng khoảng 2m x 3m. Tôi rời phi cơ báo cáo mọi sự việc xảy ra với thiếu tướng tư lệnh. 15 phút sau, Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1 và Trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 đều có mặt tại hiện trường. Tôi trình bày đầy đủ mọi diễn tiến với tướng Ngô Quang Trường và tướng Lâm Quang Thi. Kế tiếp là Đại tá Tôn Thất Khiên cũng có mặt tại hiện trường và cũng là lần thứ tư tôi trình bày sự việc xảy ra lần này với đại tá tỉnh trưởng. Viện cố vấn tình báo CIA cùng với chiếc máy truyền tin sách tay cũng đã phúc trình theo hệ thống của ông ta. Đại tá Lộc, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia vùng 1 cũng như các viên chức phụ tá ngành đặc biệt vùng 1 đều không có mặt tại hiện trường chiều hôm đó. Chúng tôi làm việc tại hiện trường cho đến khi xong việc thì trời đã tối từ lâu. Chiếc máy bay đã được bác nghị, giám đốc E Việt Nam tại Huế, cho kéo đậu sát bờ rào của cao ốc chính. Nguyễn Phúc Liên Thành Trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe.